sinh yêu quý, thầy tên là Nguyễn Quốc Tùng, giáo viên trường tiểu học Dê Châu Công, thị xã An Châu, tỉnh An Giang. Hôm nay thầy rất vui được hướng dẫn các em bài luyện tập trang 23 sách giáo khoa tháng 3. Nào, chúng ta đầu vào tiết học. Các em cần chuẩn bị sách toán 3, vở, viết chì, viết mực, thước, tay ngoại học ngang ngắn, đủ ánh sáng, tập trung nghe giảng và thực hiện nhiệm vụ của bài học. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em biết nhân số có hai chữ số, với số có một chữ số, có nhớ, biết xem đồng hồ chính xác 5 phút. Để dễ dàng thực hiện được mục tiêu của bài học, thì mời các em đến với phần khởi động với yêu cầu sau. Đặt tính gọi tính 16 x 6. Thầy mời các bạn làm bài. Thầy mời các bạn đối chiếu kết quả của thầy. Đầu tiên chúng ta cần phải đặt tính. Viết thừa số thứ nhất 16, viết thừa số thứ hai 6, viết dấu nhân bằng giữa hai thừa số rồi kẻ gạch ngang. Sau đó ta nhân theo thứ tự từ phải sang trái. 6 x 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 6 x 1 bằng 6, thêm 3 bằng 9, viết 9. Vậy 16 x 6 bằng 96. Thầy khen các bạn có đáp án chính xác. Để rèn cho các em nhân thành thạo hơn nữa thì tiết học có ngày hôm nay thầy cho chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập. Thầy mời các em đến với tập số 1. Bài 1 yêu cầu chúng ta tên 49 x 2, 27 x 4, 57 x 6, 18 x 5, 64 x 3. Thầy mời các em suy nghĩ và làm bài. Thầy mời các em sửa bài cùng với thầy. 49 x 2, 2 x 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1, 2 x 4 bằng 8, ghi 1 bằng 9, viết 9. 27 x 4, 4 x 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2, 4 x 2 bằng 8, thêm 2 bằng 10, viết 10. 57 x 6, ta lấy 6 x 7 bằng 42, viết 2, nhớ 4. 6 x 5 bằng 30, thêm 4 bằng 34, viết 34. 5 x 8 bằng 40, viết 0, nhớ 4. 5 x 1 bằng 5, thêm 4 bằng 9, viết 9. 3 x 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 3 x 6 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 19. Mời các em đối chiếu lại kết quả. Thầy khen các em có đáp án chính xác. Các em đã vừa hoàn thành xong bài tập số 1, thầy mời các bạn đến với bài tập số 2. Vậy bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. A 38 x 2, 27 x 6, B 53 x 4, 45 nhân 5. Thầy mời các em làm bài. Thầy mời các em đối chiếu kết quả của thầy. A 38 x 2, 2 x 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1, 2 x 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 38 x 2 bằng 76, 27 x 6
67 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 62 bằng 12, thêm 4 bằng 16, viết 16. Vậy 27 nhân 6 bằng 162. B. 53 nhân 4. 4 nhân 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 nhân 5 bằng 20, thêm 1 bằng 21, viết 21. Vậy 53 nhân 4 bằng 212. 45 nhân 5. 5 nhân 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2. 54 bằng 20, thêm 2 bằng 22, viết 22. Vậy 45 nhân 5 bằng 225. Qua bài tập số 2 này, bạn đã thấy cho mình biết muốn nhân số có hai chữ số với số một chữ số có nhớ ta thực hiện như thế nào. Muốn nhân số có hai chữ số với số một chữ số có nhớ ta thực hiện như sau. Đầu tiên ta đặt tính, sau đó ta sẽ nhân theo thứ tự từ phải sang trái. Thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3. Bài 3. Mỗi ngày có 24 giờ, hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ? Thầy mời các em đọc thầm lại bài toán. Để biết bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì, thầy và các em cùng nhau phân tích bài toán. Bài toán cho biết mỗi ngày có 24 giờ. Một ngày có 24 giờ. Bài toán hỏi gì? Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ? Thì 6 ngày bằng bao nhiêu giờ? Để biết được 6 ngày bằng bao nhiêu giờ thì thầy mời các em làm bài. Thầy mời các em cùng chữ bài của thầy. Bài giải. Số giờ 6 ngày có tất cả là, ta lấy 24 nhân 6. Sáu nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 2 bằng 12, thêm 2 bằng 14, viết 14. Vậy 24 nhân 6 bằng 144 giờ, đáp số 144 giờ. Thì bài các em đó chính là kết quả. Qua bài tập số 3, các em đã biết vận dụng giải bài toán có một cách nhân. Thì bài tập số 4 yêu cầu chúng ta làm gì? Thì mời các bạn đến với tập số 4. Ngoài kim đồng hồ để đồng hồ chỉ A. 3 giờ 10 phút, B. 8 giờ 20 phút, C. 6 giờ 45 phút, D. 11 giờ 35 phút. Thầy mời các em lấy mô hình đồng hồ, chúng ta chuẩn bị thực hiện theo yêu cầu của bạn. Mời các em quay kim đồng hồ chỉ 3 giờ 10 phút. Thầy mời các em đối chiếu kết quả của thầy. 3 giờ 10 phút. Tiếp theo, thầy mời các em quay tiếp. Thầy mời các em quay kim đồng hồ chỉ 8 giờ 20 phút. Thầy mời các em đối chiếu kết quả của thầy. Đây, 8 giờ 20 phút. Tiếp tục chúng ta qua câu C. Mời các em quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 6 giờ 45 phút. Thầy mời các em đối chiếu kết quả của thầy. 6 giờ 45 phút hay là chúng ta đọc là 7 giờ kém 15 phút. Thầy mời các em đến với yêu cầu của cô Dê.
Câu D em đọc các em là quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 11 giờ 35 phút. Em mời các em thực hiện. Em mời các em nói chí kết quả là 11 giờ 35 phút hay là 12 giờ kém 25 phút. Qua bài tập số 4, thầy cho chúng ta biết xem đồng hồ chính xác có 5 phút. Thầy có lời khen cho tất cả các bạn. Qua tiết học ngày hôm nay thì các em cho thầy biết là muốn nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số ta thực hiện như thế nào? Muốn nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số ta đặt tính, sau đó chúng ta sẽ nhân theo thứ tự từ phải sang trái. Sau bài học ngày hôm nay các em hãy tiếp tục kèm nhân nhân bằng cách làm bài tập 2C và bài tập số 5 sách giáo khoa trang 23 để tiết học sau đạt hiệu quả cao hơn. Thì mời các em chuẩn bị bài bản chi 6 sách giáo khoa trang 24. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Chúc các em chăm ngoan học giỏi.